Dạ em xin chào tất cả các bác nhá. Em là Minh Đức Giang Phúc Sen của Sườn Thái Lương Công. Địa chỉ của sườn thì nhà em thì nằm ở bản Bắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nhà em thì chuyên rèn và xỉ lẻ tất cả các loại dao bếp, dao đi rừng, dao đi phượt và nhận đặt hàng theo yêu cầu. Trong video hôm nay thì em xin gửi tới tất cả các bác 13 mẫu dao chuyên sử dụng để đi rừng. Có dòng dao rèn từ nhíp xe và có dòng thì nhà em rèn bằng thép trắng không đi. Sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một nhé. Các bác có nhu cầu đặt dao thì liên hệ đến em theo số điện thoại là 0344210967 các bác nhé. Và lát nữa thì em sẽ ghim lên tiêu đề của bài viết để các bác có thể dễ dàng để mà đặt hàng hơn các bác nhé. Đầu tiên thì em xin giới thiệu mã số 1 này. Mã số 1 này thì là dòng Kuri, có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 25 đến 26 cm. Cán này thì dài vào khoảng 14, tán 3 đinh chốt này, nhà em có thiết kế cái lỗ xỏ dây này. Cán này thì nhà em làm bằng gỗ cầm chì. Ở đây thì nhà em có ốp thép trắng ở cái khâu này này. Ốp rất là khó, cái dòng này thì làm khá là kỳ công các bác nhá. Và ở trên thân dao thì nhà em có mài khuyết xuống một chút này. Trên thân dao được có kẻ thêm cái đường rãnh đều hai bên và trên thân dao sẽ được dập cái logo của sườn thì nhà em chữ TN các bác nhá. Dòng này mình đi rừng hoặc là mình sử dụng để sưu tầm để ok này. Cái dòng thép trắng này thì mình sử dụng nó không bao giờ bị han rỉ nên là các bác cứ yên tâm nhá. Cái này hiện tại em đang bán với cái giá là 550.000 một con các bác nhá. 550.000 đồng một con bao ship đấy ạ. Em chuyển sang mã số 2. Mã số 2 thì cũng là dòng Kuri nhưng mà cây này thì là nó sẽ khác hơn một chút. Ở mã số 1 này cũng đều được rèn bằng thép trắng. Cái cây này thì nhà em làm dài vào 27 cm, bạt rộng sẽ rộng vào khoảng 5,5. Độ dày số dao thì cũng dày cỡ 5 đến 5,5 ly các bác nhá. Cán này thì nhà em làm dài 14, tán 4 đinh chốt này, có thêm một cái lỗ xỏ dây. Ở đây thì nhà em có thiết kế cái chắn tay. Chắn này thì nhà em lấy thép không rỉ về làm cái chắn này. Cái này cũng sử dụng để đi rừng đều ok các bác nhá. Cái này hiện tại em đang bán với cái giá là 450.000 ạ. 450.000 đồng một dao các bác nha. Ở mã số 2 450.000. Em chuyển sang mã số 3. Mã số 3 thì là dòng Kuri nhỏ. Cái này thì nhà em thành bằng nhíp và đánh vân búa đều cả hai mặt này. Lưỡi dài vào khoảng 21 cm, 21 đến 22 các bác nha. Cán hình thì dài vào khoảng 10-12. Ở trên thân dao để có khoan ba cái lỗ này, ở phần cuối cán này nhà em cũng để hở ra cái phần tang cán, mình có thể xỏ dây hoặc là treo dao đều được này. Ở đây thì nhà em có cái điểm khuyết này, mình có thể tí tay vào đây. Đấy ạ. Cái này mình đi rừng đều được các bác nha. Chặt cây đều được này, cái này nhỏ gọn mình có thể bỏ trong ba lô đều được này. Chặt tre này hay là chặt này, dây này. Cái này thì em đang bán là 300.000 các bác nha, dòng nhíp xe đấy ạ. Em chuyển sang mã số 4 này. Mã số 4 thì là cái dòng mẫu này thì là mẫu mới này. Hôm nay nhà em mới hoàn thiện này. Cái này thì lưỡi dài vào khoảng 28 cm các bác nhá. Chỗ rộng nhất này thì rộng vào khoảng 5. Độ dày thì dày cỡ 5 ly này. Cũng đều được đánh trống dính cả hai mặt này. Cán này nhà em thiết kế lạ mắt một chút. Đây ạ. Đây. Dài vào 14, tán 4 đinh chốt một lỗ xỏ dây các bác nhá. Cái này mình đi rừng đều được này, mình có thể chặt cây, chặt cành này hay là mình có thể xử luôn cho nhà bếp cũng có thể chặt được gà, vịt các bác nhá. Ở phần mũi này thì nhà em cũng đã mài bén rồi đấy ạ. Cái này hiện tại em đang bán là 350.000 bao ship các bác nhá. 350.000 đồng bao ship ở mã số 4 này. Em chuyển sang mã số 5. Mã số 5 thì là dòng dao dáng parang. Cũng thành bằng nhíp, đánh trống dính này, sẽ có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 30 cm. Chỗ rộng nhất này thì rộng vào khoảng 6,5 đến 7 này. Chỗ này chắc là rộng vào 7 rồi. Em áng chừng vậy các bác nhá. Dày 5 ly, cán cũng dài 14, tán 4 đinh chốt này. Ở đây thì nhà em có khoan một cái lỗ này, phần mũi này cũng vậy các bác nhá. Ở đây thì mình có thể gọi là cái chắn này. Trong quá trình cầm thì mình có thể tay mình có thể tựa vào đây, không lo bị cái tay của mình chạm tới cái lưỡi dao các bác nhá. Cái này thì trọng lượng sẽ nặng vào khoảng 950g đấy ạ. Cầm khá là đầm tay, chuyên đi rừng chặt các loại cây to gỗ cứng đều chặt được nhá bác nhá. Dòng này khá là đầm đấy ạ. Cái này thì em đang bán là 400.000 đồng các bác nha. 400.000 đồng một dao ạ. Đấy, rất là đẹp. Em chuyển sang mã số 6 này. Mã số 6 thì là dòng dao mèo xay lưỡi dài vào 30. Cái số 6 thì có chắn tay các bác nha. Lưỡi 30 cắn dài vào 14 này. Bản rộng sẽ rộng vào khoảng 5,5 đến 6 này. Dày 7 ly và thon dần về mũi các bác nha.
Ở đây thì nhà em có thiết kế cái chắn này. Chắn này thì là chắn đồng vàng, khâu này thì là khâu đồng đỏ, chốt này cũng là chốt đồng đỏ này, thêm một cái lỗ sợi dây ở đây. Cái này thì nhà em thiết kế vân giả trúc này, cầm thì rất là chắc, không lo bị tuột các bác nha. Mình đi rừng chặt phát thoải mái đấy ạ. Cũng đều rèn bằng nhíp đánh chồng dính cả hai mặt. Vân rất là đẹp các bác nha. Cái dòng nhíp xe này về độ cứng và độ bén thì nó rất là cao, nhưng mà nó rất là dễ bị han rỉ, nên là các bác sử dụng dao thì nhớ là vệ sinh thường xuyên cho em nhé. Cây có chắn tay này thì giá sẽ là 400.000 các bác nha, 400.000 đồng một dao. Tiếp theo cây số 7 này. Cây số 7 thì kích thước nó sẽ tương tự như cây dao số 6, nhưng mà chỉ khác là không có cái chắn tay. Cái này thì không có chắn tay, giá sẽ là 350.000 các bác nha. 350.000 là không có chắn tay. Có chắn tay thì giá sẽ là 400.000 đồng một con đấy ạ. Giá em bao ship rồi các bác nha. Em chuyển sang những cái con dao cuối cùng này. Mã số 8 này. Mã số 8 thì đây là dao đoạn đao các bác nha. Đoạn đao thì bằng thép trắng, có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 21-22cm, rộng vào khoảng 3,5, và độ dày thì sẽ dày cỡ 5,5 ly. Thì bằng thép trắng không rỉ các bác nha. Ở trên thân dao thì có kẻ hai cái đường rãnh đều hai bên này. Ở đây thì nhà em có mài bóp vào một chút này. Mài cách lưỡi thì dài vào khoảng, chỗ mài cách lưỡi này khoảng 1,5cm này. Cũng có thêm cái chắn tay ở đây. Đây ạ. Cái này hiện tại em đang bán với cái giá là 400.000 đồng một dao các bác nha. 400.000 đồng một dao đối với các dòng thép trắng. Nếu mà các bác muốn chọn cái dòng nhíp xe thì giá sẽ là 350.000. Kích thước nó sẽ tương tự như nhau, chỉ khác nhau về vật liệu thôi các bác nha. Nhíp xe thì nguyên vật liệu rẻ hơn, nên là gia công nó cũng không khó như cái dòng thép trắng, nên là giá thì em luôn luôn lấy giá thấp hơn, 50.000 đồng cho một dao các bác nha. Cái này thì là 350.000 đồng. Còn cây dép thép trắng giá sẽ là 400.000 đồng các bác nha. Em chuyển sang mã số 10 này. Mã số 10 thì là cũng là hệ dao găm này, có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 18cm. Bàn rộng sẽ rộng vào khoảng 4 này. Độ dày thì sẽ dày cỡ 5 ly các bác nha. Cái này thì dài vào khoảng 11-12, tán 3 đinh chốt. Và có thêm cái lỗ để mình có thể xỏ dây này. Mình đi rừng đi phượt, mình có thể chặt đồ này, hay là chặt phát, chặt cây nhỏ này, hay là cắt dây cắm trại này. Cái này em đang bán về cái giá là 350 các bác nha. 350.000 đồng đối với cái dòng thép trắng, còn 300.000 đồng đối với cái dòng nhíp xe đấy ạ. 300.000 đồng đối với cái dòng nhíp xe. Giá em bao ship rồi các bác nha. Em chuyển sang mã số 12 này. Mã số 12 thì là một cây dao mèo sai lưỡi dài vào 18. Cái này thì là mũi hách này. Cá này thì dài vào 14. Cá này khá là to bởi vì nhà em không có cá nhỏ hơn. Nếu mà nhỏ hơn thì em có dao mèo lưỡi dài vào 15 thì em sẽ có cái cá nó dài vào khoảng 11. Còn này, cái dòng này thì em gắn vào cái cá dài vào khoảng 14 nên nó sẽ hơi bị to một chút. Nhưng mà trong quá trình cầm chặt thì nó sẽ đầm tay hơn. Đấy ạ. Lưỡi dài vào 18, rộng vào khoảng 4,5, độ dày sẽ dày cỡ 5-6 ly và thon dần về mũi các bác nhá. Cũng rèn bằng nhíp xe đấy ạ. Cái này em bán về cái giá là 250.000 ạ. 250.000 là em bao ship rồi các bác nhá. Em chuyển sang mã số 13 này. Mã số 13 thì là mình có thể gọi là cái dao chặt phát đi. Lưỡi dài vào 25, rộng vào khoảng 3,5, độ dày 5 ly. Mình chặt, mình đi rừng hay là mình chặt đồ đều được nhá. Dạ. Cán thì nhà em thiết kế vân giả trúc này, tán 3 đinh chốt một lỗ sọ dày đây này. Dòng ốp phân tang, riêng cái dòng ốp phân tang này cầm nó khá là đầm tay, bởi vì nhà em rèn từ cán này cho đến cái mũi dao mà, nên nó sẽ nặng và đầm tay hơn. Cái này em bán với cái giá là 250.000 các bác nha, rất là rẻ, 250.000 đồng một con. Dạ. Vâng, em vừa mới giới thiệu đến cả nhà mình tổng 13 mẫu dao chuyên sử dụng để đi rừng này. Em sẽ quay xong rồi mời tất cả các bác ngắm lại những cái mẫu dao mà em hôm nay lên nhé. Các bác xem ưng ý cái con hàng nào các bác ủng hộ em nhé. Dạ. Và còn trên đây thì là thông tin của em này. Em là Minh Đức Dao Phúc Sen. Các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là liên hệ Zalo với em theo số điện thoại là 0344210967 các bác nhé. Hàng đến thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Trong một tháng đầu thì các bác sẽ được đổi hàng miễn phí, còn sau một tháng thì em sẽ
mài sửa lại dao. Thời gian bảo hành mài sửa lại dao thì em sẽ không giới hạn, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Còn bây giờ thì em xin dừng lại cái video em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.